Rồi, hello cả nhà. Hôm nay mình đi câu cá nha. Đây, giờ mình tới chỗ câu rồi, giờ mình phải đi bộ xuống dưới đó nha. À. Ở bên kia là chỗ người ta xuống tàu, người ta câu cá. Rồi bây giờ là mình xuống tới bãi câu rồi nha các bạn. Rồi, bên kia người ta câu quá trời. Nay trời nắng đẹp. Rồi. À, mấy đứa nhỏ còn mình. Rồi, mình mới thả hai cần xuống nha các bạn. Đó, 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 cá ăn rồi kìa, cá ăn rồi kìa. Đó, cá ăn rồi đó. Đó, 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 cá ăn rồi kìa. Cá ăn rồi kìa. Rồi, hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi câu cá với mình. Thì sẵn dẫn mấy đứa nhỏ bữa nay cuối tuần rồi đi ra đây chơi luôn. Thì giờ mình tới chỗ câu, mình bỏ cần câu rồi đồ ra sẵn hết rồi. Thì sẵn tâm sự với các bạn biết cái lịch câu cá ở nước Úc. Trước khi mà các bạn muốn đi câu cá, xách cần câu, xách cần câu tới ngay chỗ, tới ngay chỗ câu cá này, thì các bạn nên biết ở tiểu bang mình á, ở Melbourne nè, thì muốn cần câu đi câu là các bạn phải có cái giấy phép câu cá. Thì cái giấy phép câu cá đó các bạn mua nha. Nó có bán một ngày, một tuần, một năm và ba năm. Thì trước khi mình xuống đây câu, mình có mua một năm 37 đồng 50 cent một năm. Thì cái đó là cái điều đầu tiên để mà các bạn câu cá đúng lịch ở nước Úc nha. Thì câu cá này á, thì nó cũng có nhiều trường hợp lắm. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai á, là bạn cần câu cá ở đây là nó có lực lệ hết nha. Có nhiều loại cá hoặc có nhiều hải sản á, thì các bạn lấy tính con. Còn có những hải sản á, thì các bạn tính bằng kích thước. Bữa nay mình đi câu con cá hanh. Thì cái kích cỡ để mình được lấy cá hanh này là phải từ 28cm trở lên. Và cái đặc biệt là chỉ được phép lấy 10 con thôi nha. Đó. Còn nếu như mà các bạn đi câu mực hay gì này nọ đó, thì mực á, thì không có tính trọng lượng mà tính con. Con 10kg cũng là một con, mà một con nhỏ xíu bằng ngón tay cũng là một con. Thì 10 con, thì các bạn đi câu mực thì các bạn lấy được 10 con. Thì bữa nay là mình đi câu cá hanh. Thì đó, thì bây giờ mình giăng cần rồi. Có một cần cá đang ăn nhịp. Thì nói chung là lực lệ ở đây thì nó cũng nghiêm khắc lắm nha các bạn. Thì các bạn câu, nói chung là mình cái đó tự giác bản thân thôi, cứ tự câu lên rồi tự đo, nếu mà đủ số lượng thì mình lấy, còn không đủ số lượng thì mình thả lại. Còn nếu mà các bạn lấy luôn cũng không ai làm gì được bạn. Nhưng mà nếu mà mấy cái người mà hải sản fishery ở đây là kêu như vậy, còn ở Việt Nam chắc bên công an thị gì đây là khá là như vậy đi, như là kêu là công an đường biển á, thì người ta quản lý về cái hải sản này, người ta bắt được người ta phạt nặng lắm nha. Thí dụ nhẹ nhẹ thì phạt tiền, còn nếu mà nặng nặng thì tịch thu dụng cụ đánh bắt hải sản, ví dụ như tàu, xe, đồ này nọ. Rồi đó, thì đại khái là như vậy. Đó, có một cần câu của mình, cá đang ăn đó. Thì bây giờ mình câu cá ở Úc này á, thì chỗ nào có nước là có cá nha các bạn, quan trọng các bạn câu được hay không thôi. Nhớ câu cá đúng lực lệ nha.
mình là nói không với cái vụ mà lấy cá mà không đủ số lượng, không đủ kích thước nha. Cái đó thì cũng không tốt. Đó thì đang quay máy bị rớt nha các bạn. Mình bắt đầu mình nói chuyện tiếp. Thì câu cá ở đây thì bất cứ con cá nào, bất cứ cái gì các bạn đụng tới nước là đều có lực lệ của nó hết. Đặc biệt ở nước Úc này á, ở cái tiểu bang mình đang ở thì có một con cá bạn có thể câu thoải mái, không cần số lượng, không cần kích cỡ luôn, cứ câu được bao nhiêu con cứ lấy. Đó là cá chép nha các bạn. Cá chép đây nó phá hoại lắm, cho nên là chính phủ là khuyến cáo ai câu được thì cứ lấy được bao nhiêu, câu được bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu, không cần số lượng luôn. Mà nếu như mà các bạn câu lên nhiều quá thì các bạn cũng đừng có giục xuống nha, câu lên xong rồi các bạn cứ giục lên bờ đi cho chết cũng được. Thì cái lực nó là vậy, tại vì nó phá quá mà mỗi năm chính phủ chi nhiều tiền để mà triệt con cá nữa, nó ngoài nó không có kẻ thù mà đã như vậy rồi còn phá hoại nữa, ăn trứng của mấy con cá khác hết rồi, ăn sập bờ biển, ăn sập nước, nói chung là nó phá dữ lắm. Thì các bạn là cứ 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 câu được thì các bạn ấy thôi. Thì từ nãy giờ mình thả cần câu xuống mà nhịp hoài mà chưa kéo, rồi gió quá bị ách xì luôn. Đây thì cái chỗ này ở bên kia nhà, bên này nhà, ở đầu cuối con sông á, cuối cái con sông này á là người ta là có cái hồ nước ngọt, còn ở đầu bên kia là cửa biển, thì mình câu khúc giữa nha các bạn. Đó thì cũng hên xui lắm, chỗ này cũng có cá sấu nữa nha các bạn. Trời, cá sấu gần mười mấy 20 kg luôn á, nhỏ nhỏ thì cũng 7-8 kg. Cái này mà câu buổi tối mà mấy cái bữa trăng tròn đó là tuyệt vời luôn nha các bạn. Đó, nước hiện tại giờ đang lên á. Thì cái chỗ này tàu người ta ra vô ì đùng hết nhưng mà cá nó vẫn ăn mạnh nha các bạn. Đó thì đợi một chút nữa, giờ chừng nào mà kéo cá thì mình sẽ quay phim cho các bạn coi nha. Bây giờ mình không biết chừng nào có cá nữa, hy vọng có một hai con cá để mình làm clip cho các bạn coi. Giờ các bạn đợi mình nha. Cá dính hay gì kìa. Lớp vét cá chưa có ăn mà. Ừ thì chừng nào cá ăn qua cho kéo. Bây giờ lớp vét chưa có làm. Trời
Tại chốt chừng nào ăn như ba cho kéo giờ chưa ăn mà sao giật. Coi anh đi chưa có làm mà ba à. Ừ, cho nó làm quay cái không đi. Đợi chốt đi, chốt cho quay. Chưa. Mới vừa bỏ xuống à, đợi chốt đi. Chết. Chút nó ăn giờ. Nó ăn là cho giật liền con okay? Ghê. We need to go to kitchen con ghê. Cha kia. Ừ, đâu. Cha kia. Đâu cái gì, lúc cái gì? Yeah. Ờ, tàu quá. Đâu có gì đâu. Ăn đi kéo một cái rồi. Ăn đi cho cá kéo cho em đi với Lạc coi. Ăn đi. Nước chưa vô mà. Ông nội có con gì kìa. Thường thường đi câu bên kia hả? Hả? Ở bên đó đó. Đậu xe bên đó rồi xuống câu. Đó thì đậu xe xuống câu thôi. Còn mình thích câu đây hơn. Ba à. Dạ. Lắc. Ù, con gì vậy? Neo rồi. Có đâu. Không có. Không có ngoài dưới đây. Chưa. Mình địch tôi còn hỏi ai địch vậy. Nhớ lại nữa. Ai đây? Ông đang quay cái này. Ba. Đó. Các bạn thấy xa xa đằng kia không? Ngoài đó là cửa biển đó nha. Đó. Bên kia có tàu, có bên kia là chỗ người ta xuống tàu đi câu đó. Có toilet, có lò barbecue luôn nha, muốn ắm uống rồi cắm trại rồi ra ngoài đó. Đó. Còn bên trong đó là xóm nhà người ta nha các bạn. Nó ở trong cái lỗ đó là xóm nhà của người ta đó. Đó. Rồi người ta chạy tàu từ trong đó ra đây câu. Ra ngoài biển đó nha. Là mình kiếm đó. Hai cái này nè. Đúng rồi con. Đó, tàu đó. Còn cuối ở con đường này là ở bên kia là hồ nước ngọt bự lắm nha các bạn. Đó mình. Đó. Mình hai cái đây nè. Rồi thì nãy giờ chưa có con gì luôn nha các bạn. Nó cứ nhịp nước chuẩn bị lên. Mình có con ốc. Nước chưa lên, nước chưa chảy, nước đang đứng nha các bạn. Bây giờ không có con cá. Ừ, đúng rồi, không có con cá luôn. Có con cá. À, người ta câu cũng nhiều lắm nha các bạn. À, bữa nay im quá. Không có con gì hết. Bên kia xe nó đậu xuống, người ta câu quá trời. Mình từ nãy giờ cũng nhịp mấy cái mà không dính nha các bạn. Cũng gan kim con cá lên review cho các bạn coi mà không được. Tụi nhỏ giờ nó cũng đói quá rồi. Chắc mình cũng cần đi về. Hẹn các bạn ở những clip câu cá sau. Hứa chắc chắn với các bạn là lần sau sẽ có cá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình.